Huấn luyện viên Park Hang-seo đã công bố danh sách gồm 36 cầu thủ tập trung cho tuyển Việt Nam. Dù đây chỉ là một bản danh sách hớ khi đội tuyển hoãn lịch tập trung khi vòng loại World Cup 2022 bất ngờ được FIFA và AFC quyết định dời sang năm 2021. Nhưng từ đây có thể thấy được chính xác niềm tin mà vị huấn luyện viên người Hàn Quốc đối với thủ môn Bùi Tiến Dũng đang ở mức nào. Có phải thủ thành Bùi Tiến Dũng đã bị ông Park lãng quên? Danh sách 36 tuyển thủ Việt Nam có sự xuất hiện của 4 thủ môn, bao gồm Phạm Văn Phong, Câu lạc bộ Sài Gòn, Nguyễn Văn Toản, Hải Phòng, Trần Bửu Ngọc, Hoàng Anh Gia Lai và Nguyễn Văn Hoàng của Sông Lam, Nghệ An. Trong số 4 thủ môn, Phạm Văn Phong đang có phong độ tốt nhất. Anh chỉ để thủng lưới 5 bàn và góp công trong chuỗi 11 trận bất bại của Câu lạc bộ Sài Gòn ở V-League 2020, nhưng lại chưa từng có kinh nghiệm chinh chiến trong màu áo đội tuyển. Trần Bửu Ngọc phải vào lưới nhật bóng 12 lần sau 1 trận bắt chính cho Hoàng Gia Lai và rời xa đội tuyển quá lâu kể từ năm 2014. Nguyễn Văn Toản còn khá trẻ nhưng đã được trọng dụng ở câu lạc bộ Hải Phòng. Tuy nhiên, nhà vô địch của SEA Games 30 vẫn còn tỏ ra non kinh nghiệm và hay mắc những sai lầm không đáng có, khiến anh thủng lưới đến 15 bàn sau 11 trận. Nguyễn Văn Hoàng khá hơn, thủ môn của Sông Lam, Nghệ An đã giữ sạch lưới trong 5 trận đầu tiên của V-League, nhưng ở những vòng đấu sau, cầu thủ sinh năm 1995 đã có dấu hiệu sa sút phong độ để thủng lưới đến 13 bàn sau 6 trận. Cả 4 thủ môn mà huấn luyện viên Park Hang-seo gọi tên chưa thực sự xuất sắc. Vậy tại sao ông Park lại không trao cơ hội cho thủ môn Bùi Tiến Dũng, người vốn được xem là trò cưng của vị huấn luyện viên người Hàn Quốc kể từ sau kỳ tích giành ngôi Á quân ở vòng chung kết U23 châu Á? Điểm khác biệt của 4 thủ môn đã lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Park Hang-seo so với Bùi Tiến Dũng chính là chỗ đứng ở câu lạc bộ. Những Văn Phong, Văn Toản, Bửu Ngọc và Văn Hoàng đều lần lượt là thủ môn số 1 của các câu lạc bộ họ đang khoác áo. Có thể thấy, vị huấn luyện viên 63 tuổi dành sự ưu tiên cho những thủ môn được thi đấu một cách thường xuyên. Cũng dễ hiểu khi các thủ môn được bắt chính trong màu áo câu lạc bộ chủ quản thì họ cũng sẽ có cảm giác chơi bóng tốt hơn so với người tập chay quá nhiều. Trong khi đó, Bùi Tiến Dũng vẫn chỉ là thủ môn dự bị cho Thanh Thắng, người đang chơi ổn định ở câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Thủ thành người Thanh Hóa mới chỉ để lại ấn tượng duy nhất khi hóa người hùng trên chấm penalty trong trận thắng Đà Nẵng ở cúp quốc gia hồi đầu mùa. Bên cạnh đó, ở vài trận đấu cuối trước khi V-League tạm hoãn, dù cờ đã đến tay nhưng Bùi Tiến Dũng vẫn chưa chịu phất. Ở vòng 9, 10 và 11, Bùi Tiến Dũng đã được huấn luyện viên Chung Ha-seong trao cơ hội bắt chính khi thủ môn Thanh Thắng gặp chấn thương. Tuy nhiên, trong 3 trận đấu đó, thủ môn sinh năm 1997 cùng với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã chơi không tốt và để lọt lưới đến 7 bàn. Bùi Tiến Dũng không có tên trong danh sách 36 tuyển thủ của huấn luyện viên Park Hang-seo. Tuy nhiên, thủ môn 23 tuổi lại vô tình gặp may vì đây là danh sách hớ khi đội tuyển Việt Nam đã hoãn lịch tập trung vì vòng loại World Cup bị dời sang năm 2021. Người hùng ở vòng chung kết U23 châu Á 2018 sẽ phải nỗ lực hơn nữa để lấy được niềm tin từ huấn luyện viên Park Hang-seo. Trước mắt là trong khoảng thời gian sắp tới, khi V-League trở lại, Bùi Tiến Dũng cần phải tận dụng cơ hội chứng minh bản thân nếu muốn góp mặt trong danh sách đội tuyển Việt Nam. Đặc biệt trong năm 2021, đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có lịch thi đấu dày đặc với AFF Cup và các trận đấu còn lại của vòng loại World Cup 2022. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của báo Thanh Niên.